Trước mặt quý vị đây là một cô gái, một thiếu nữ, năm nay chưa tròn 17 tuổi, nhưng phải là mẹ, ở độ tuổi rất là sớm. Hiện tại thì con của em chỉ mới được 2 tháng và một bé gái. Một cái câu chuyện buồn ở đây là chính cái người đàn ông mà người cha của đứa bé lại bỏ rơi em từ lúc mà hay tin em mang thai. Và hôm nay mình đang có mặt tại huyện Vũng Liêm để chia sẻ đến cả nhà trường hợp của em Lon, một người mẹ đơn thân phải là mẹ ở độ tuổi chưa gì thành niên. Thì một cái câu chuyện rất là buồn về tình cảm gia đình. Thì hôm nay mình có mặt tại đây để chia sẻ đến cái hoàn cảnh cho tất cả mọi người được biết. Thì trước tiên anh chào em ha. Dạ. Hôm nay tụi anh đến đây thì biết cái câu chuyện của em là em hiện tại bây giờ là đang nuôi con. Và bé năm nay là chính xác là bao nhiêu tháng em? Dạ, 16 này nữa mới được 2 tháng. 16 này là 2 tháng. Dạ. Cho anh hỏi sâu một tí xíu là ba của đứa bé là hồi xưa em quen sao mà tại sao người đàn ông kia lại rời đi á? Người ta dẫn em về nhà. Cái xong cái mẹ của người ta nói là thôi không chịu em đâu, nói là em có bầu trước, người ta không chịu em, người ta nói là không chắc gì cháu người ta không nuôi. Cái ảnh nghe lời mẹ của ảnh, đi về chợ ảnh, cái ảnh nói là ảnh đi làm xong chiều đó anh đi luôn. Cho anh kể chút, anh biết thêm chút xíu là hồi xưa là hai người quen nhau ở đâu? Dạ, ở trên Sài Gòn. Cái người kia lớn tuổi không? Dạ, lớn 26 tuổi. Quen nhau rồi, em có dẫn về nhà của mình không? Dạ không, em không có dẫn về nhà. Không có dẫn? Dạ, là... chỉ có người nhà em gọi lên chẩn thì biết thôi, chứ em không có dẫn về nhà. Cấp đó là vẫn còn chung sống? Dạ. Cho anh hỏi thăm chút xíu là em có thể em kể thêm ba mẹ em như thế nào? Dạ, ba với mẹ em á, hồi lúc trước á, ở chung với nhau ở trong Kiên Giang. Rồi cái xong cái mẹ em đi làm rồi cái đi luôn, cái giờ không có về liên lạc gì với em, chứ không có gọi, bỏ em là lúc 6 tháng tới giờ. Là ai là người bỏ em lúc 6 tháng? Là mẹ em. Mẹ ruột? Dạ. Rồi ba? Dạ, cha em thì bệnh đó, kiểu như là cha em bệnh tâm thần. Rồi cái nội em nuôi em tới giờ. Là hiện tại cha em ở đâu? Dạ, cha em hiện tại bây giờ ở ngoài Hà Nội. Thêm một cái nỗi buồn nữa là ba mẹ ly hôn. Dạ. Mẹ thì đã khăn gói ra đi năm em mới chỉ được 6 tháng tuổi. Và ba đã có gia đình. Và sao em biết ba có gia đình ở ngoài Hà Nội? Dạ, tại vì lúc trước ba em ở đây, ba em đi làm hồ. Vẫn còn liên lạc với em không? Dạ, vẫn còn liên lạc với em. Và có hay gửi tiền về để mà cho em không? Dạ, ít lắm, tại vì cha em ở ngoài cũng không có tiền gì nữa. Hiện tại bây giờ em đang ở với ai? Dạ, em ở với bà nội em. Ở với bà nội? Dạ. Rồi em như thế này, em sanh con ra rồi thì em bây giờ em có đi làm cái gì để mà lo mua sữa tả cho con không? Dạ không, tại vì em muốn đi làm nhưng mà con em còn nhỏ, em đi không được. Còn nhỏ đi không được ha. Dạ. Lúc trước là em làm công việc gì ở Sài Gòn? Dạ, em làm công ty ống hút. Công ty ống hút là làm chung với chồng? Dạ. Là cấp đó là quen nhau phải không? Dạ. Cái người kia là em nói là khoảng 23, bao nhiêu tuổi? Dạ, 26 tuổi. 26 tuổi. Một thanh niên 26 tuổi. Là trong cái thời điểm đó là em khoảng 16 tuổi. Dạ. Chưa tròn 18 tuổi. Dạ. Một thanh niên 26 tuổi đã sống chung với cô gái chỉ mới 16 tuổi. Là cấp đó là hai bên có cưới hỏi gì không hay là chỉ sống chung thôi? Dạ, chỉ sống chung thôi. Là hai đứa tự nguyện ha? Dạ. Tự nguyện. Rồi khi mà em biết em mang thai. Dạ. Và người kia cũng biết luôn. Dạ. Mà có dẫn về đây luôn? Dạ, về đây thì em không có dẫn, tại vì em có gọi nó nội, nội ơi con mang thai rồi. Cái em nói với người ta kêu em là bỏ đi đừng có nuôi. Ai nói bỏ đi? Dạ là chồng của em á, nói là thôi bây giờ bỏ đi đừng có nuôi. Ba đứa bé kêu bỏ đi? Dạ, đừng có nuôi. Cái em mới nói là thôi giờ con em nuôi. Là cấp đó là em có quyết định bỏ không? Dạ không, cấp đó là em nghe lời động viên của nội em với mấy chị trên nhà trọ đó đó. Nói là thôi bây giờ con cưng nuôi đi, cưng không nuôi á thì cưng đẻ ra cưng cho người ta cũng được. Cái em mới nói thôi con em nuôi. Giờ em khỏi cái này em cũng nuôi con em chân á. Rồi xong rồi mới về bên quê chồng em. Dạ, em dẫn về. Em về dưới nhưng mà người ta không có cho em vô nhà. Người ta nói sao? Em có thể em kể lại. Người ta nói không chắc gì cháu người ta đuổi đi, tại vì người ta nói với dài sớm đó.
Rồi cái em mới nghe vậy, cái em mới nói em đi ra ngoài mới cho em ở. Cái ở cặp bên cái vách của cái anh đó đó. Cái em đau bụng, bằng đêm cái em đau bụng quá rồi, cái em chịu hết nổi, em mở cửa nhà trọ ra, em kêu bà chủ nhà trọ, em nói cô ơi, cô đưa con đi bệnh viện giùm đi, con có bầu mà con đau bụng quá à. Cái anh đó đưa đi lên chợ, cái anh đó ở đó, anh đó nuôi em được mấy bữa, cái em sanh nhỏ này ra. Ừ, là em kể là từ lúc mà em mang thai là đã về ra mắt bên chồng, người ta đã không chấp nhận rồi. Dạ. Rồi cấp đó là chồng em bỏ em chưa? Dạ, cấp đó là chồng em chưa có bỏ. Tới em đi ra ngoài mới nhà trọ em ở là chồng em bỏ. Cấp đó là mấy tháng rồi? Dạ, cấp đó là được 7 tháng rồi. Là chồng em bỏ em á. Là nói kiểu như là lúc em có bầu 2 tháng á, là chồng em nói là không có qua lại với em hết. Là em ở nhà trọ, cho nên mở có một mình thôi. Rồi cái xong cái chồng em á, được 7 tháng cái chồng em quay về ở lại với em. Tại vì em cũng chấp nhận, em nói ở lại với em thì nuôi con em. Cái mẹ của anh không có chịu, cái mẹ của anh á bắt anh về, kêu anh về đi, cái anh đi, nó nói anh đi làm, cái anh đi tới giờ luôn không có về. Nhưng mà em cảm nhận được cái người đàn ông đó có thương em không? Dạ, em cảm nhận chắc không có thương em đâu. Tại vì cũng có quýnh đập em. Có tác động em nữa hả? Dạ có. Là trong cái khoảng thời gian em mang thai hay sao? Dạ, khoảng thời gian lúc đó em chưa mang thai. Đi nhậu về quýnh em, nói là em quen người này quen người kia, mà cái đó là em không có quen. Em đi làm xong là em về, nói là em quen người này quen người kia. Cả khi em đang làm trong công ty á, lại quýnh em luôn. Vô tận công ty luôn? Dạ. Tại vì làm chung một khâu đó rồi, cái người quản lý ở đó lại nói chuyện với em, cũng giỡn giỡn qua giỡn lại á. Rồi cái ảnh đi lại, ảnh nói chuyện hỏi là bộ mày thích người ta hay gì, mày quen người ta gì, mày ở với người ta hay gì. Nói em như vậy, cái em mới nói không có, cái người ta quýnh em trong công ty, quýnh em ở đó, cái mấy chị đó can ra. Ừ, nhưng mà quê chồng em là ở Kiên Giang. Dòng riêng Kiên Giang? Dạ. Em nhớ đường đi về dưới không? Dạ, em chỉ nhớ được vô được quốc lộ 16 thôi. À, vô đường nhỏ nhỏ em không nhớ ha? Dạ, tại vì nó vô trong cái cua, nhiều cái cua nhỏ xíu à, cái đường nhỏ xíu à. À, cho anh hỏi nè, cái lúc mà bên phía gia đình chồng em á, dạ, do hai đứa quen nhau rồi sống chung, tự sống chung với nhau có em bé và không có cưới hỏi gì hết. Dạ. À, rồi khi mà lúc mà bên kia kêu em đừng có giữ lại đứa bé, là cấp đó tâm trạng của em như thế nào? Dạ, tâm trạng em buồn lắm. Em nói con em nuôi em không bỏ đâu. Người ta kêu là thôi bây giờ bỏ con đi, nếu như bỏ con thì người ta ở với em, còn em không bỏ là người ta không ở. Một cái lời nói tàn nhẫn, ta kêu nó bỏ bé mới ở với em. Dạ. Còn mà giữ bé lại thì người ta sẽ ruồng bỏ, dạ, hắt hỏi em luôn. Dạ. Tới giờ là vẫn không có liên lạc? Dạ không có liên lạc gì chứ, người ta cũng không có liên lạc gì cho em luôn. Cắt đứt tới giờ luôn. Dạ. Từ lúc sanh tới giờ là một tay em đang ở dưới bà nội, thì bà nội chăm sóc hả? Dạ. Rồi em trong cái lúc mà em, cái thời điểm đó đó, em có nghĩ là nếu như mà em bỏ bé đi thì cuộc sống của em sẽ tốt hơn không? Dạ, cũng em cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng mà em nói là em không bỏ đâu. Dù sao cũng là con của mình. Dạ. Trời ơi, đứt ruột vậy. Sao cái người đàn ông đó lúc quen con người ta, cho dù hai đứa tự nguyện với nhau thì dù sao cũng là con của mình, mà lại dứt áo ra đi như vậy. Nhìn đứa bé rất là tội luôn. Rồi bây giờ khi sanh ra là bé mang họ em hay là họ của cha? Dạ, mang họ em. Họ em luôn ha? Dạ. Rồi những lúc mà sanh ra thế này là em không có đi làm á, rồi sửa sổ mình sao? Dạ, cũng kiểu như là mấy bà đã cho người này cho 20-30 đó đó. Vậy em gom góp lại cái em đi mua sữa cho con em. Bình thường con em bú sữa gì? Dạ, bình thường con em uống sữa một Benamil 100. Benamil hả? Dạ. Ờ, là cái sữa hộp á hả? Dạ, sữa hộp hồi nãy. Trời ơi, sữa hộp. Đây, để mình lấy cho cả nhà coi. Cái sữa ở đâu chị? Nói anh coi. Dạ, ở trong đây. Là bình thường em cho bé bú bú bằng sữa này hả? Dạ. Rồi bà em không đủ sữa hả? Dạ, em không có đủ sữa cho thôi. Em nặng nhiêu ký? Dạ, em được 41 ký à. Trời ơi. Tội nghiệp bé nhỏ không có sữa bú mà phải bú sữa này. Rồi như vậy là sữa này á, thì bú cho bé nhỏ nó không có đầy đủ chất rồi sao em? Dạ thì em cũng chịu với em kèm kèm sữa em vô.
kèm sữa vô, nói chung cũng có mà ít ha. Dạ. Rồi em có dự định là con em nó lớn lớn, nó cứng cứng chút xíu rồi em sẽ có dự định mình đi làm gì không? Dạ, em dự định là con em được 3 tháng hay gì đó là em đi làm nuôi con em. Em tính làm cái gì? Dạ, em định đi làm xưởng nhang. Ở đâu em? Dạ, ở trên Cầu Đá. Là gần đây ha? Dạ. Chỗ đó mình làm thu nhập ổn không? Dạ, kiểu như làm ăn sản phẩm á. Ừ, ví dụ như làm đều đều thì khoảng được nhiều? Dạ, nếu như mẹ em làm đều đều tháng cũng được 1 triệu mấy 2 triệu. Gì, vậy sao ít vậy? Dạ, tại vì ăn theo sản phẩm á, lúc nó không có hàng, lúc nó có hàng. À, nó sẽ có lúc này lúc khác. Dạ. Và cháu, con ở nhà sao? Dạ, con ở nhà thì để cho bà nội giữ, bà nội em giữ. Ừ. Với có mấy bà đồ chạy qua chạy lại coi. Anh được biết là nội em cũng mắc bệnh tai biến. Dạ. Ừ. Để chút xíu nữa mình sẽ mời bà nội vào đây luôn. À, là chính là hiện là đang sống chung cùng với em. À, cô cũng chung cũng mang bệnh trong người nữa, để trò chuyện với chung với cô để hiểu rõ hơn cái câu chuyện này ha. Nhìn ống kính nè. Dạ con chào cô ha. Dạ hôm nay con biết tính cái câu chuyện của bé Lon đây, thì được biết là Lon hiện tại đang sống chung với cô ha. Dạ cô cho con hỏi là năm nay cô nhiêu tuổi à? Cô 69 này con, sinh năm 1955, còn 69 tuổi. Hiện tại bây giờ ở nhà chỉ có ba bà cháu thôi. À. Dạ, rồi bình thường cô làm công việc gì để lo cho cháu mình? Cô có làm gì đâu, cô làm nhang ngày có được 10 ngàn, cái này không được nữa. Làm nhang hả con? Ừ, cô xỏ nhang hả con? À, con nãy giờ cũng có hỏi vòng vòng sớm thì người ta nói là cô cũng mắc bệnh tai biến gì đó không? Ừ, cô bệnh tai biến. Tai biến nhẹ đi, ha? Đi đâu cũng được. Dạ. Hồi đó cô về đây, cô nằm không à, đi không được, cái cô chăm cứu uống thuốc nam, tới giờ cô vẫn còn uống thuốc á. Cô cho con hỏi xíu là hồi xưa ba mẹ bé Lon ly hôn nhau hay sao cô? Không có ly hôn đâu, mẹ nó sanh nó ra cái mẹ nó bỏ đi. Bỏ đi? Bỏ tới giờ luôn, không có về, không có gặp con, không có... Nghe nói là 6-7 tháng là bỏ đi rồi. Ừ, đi. Rồi ba bé? Ba nó thì cũng còn nuôi phụ vậy, mà ba nó mới có vợ đây, tại vì nó không có gia đình sớm, nó sợ có gia đình sớm, sợ mẹ dẻ quánh con đó. Rồi nó mới có đây à. Có gia đình đâu ngoài Hà Nội? Ừ, ngoài Hà Nội. Dạ, cho con hỏi chút xíu là lúc mà bé Lon á, quen cái người đàn ông, quen cái thanh niên đó đó, thì Lon nó không có dẫn về, chỉ là gọi điện về. Cái cấp đó là cô nghe hay cái tin đó là cô vui hay mừng, hay cô có suy nghĩ cô gì? Cô sợ chứ, cô sợ người ta bị người ta gạt đó. Mà nói, cô nói thì nó không có nghe lời. Dạ, tuổi còn quá nhỏ. Ừ, nó không có nghe lời cô. Cô nói đi về bị người ta gạt đồ này kia đó chứ. Không có ai mà thiệt lòng với mình đâu con ơi. Dạ. Ừ. Cấp đó là em nó mới 16 tuổi à? Ừ. Chưa đủ tuổi trưởng thành nữa. Ừ, nó đi vậy đó. Rồi cô có biết bên nhà chồng sao không? Không, cô không cô có chưa biết. Gặp luôn. Không, cô đâu biết đâu. Nghe nói người kia là lớn tuổi hơn em Lon. Cô giờ cô cũng tình trạng cô thì cô khổ. Đây là kẹt cho mẹ con nó thôi. Dạ. Do yêu cầu cho nó có sữa cho con nó uống rồi nó nuôi con nó thôi, chứ cô thì cô dễ lắm, cô với cô phần cô ăn cũng ít nữa con. Cô uống thuốc nam không à. Dạ, bé có nói khi nào mà con gái nó khoảng 3 tháng cứng cáp gửi là cho cô và bé đi làm á. Ừ. Rồi cô thấy sao? Cô học ấm không có được, tay cô bây giờ ví dụ nó yếu xìu vậy nè, nó bưng gắt nậu gắt cô bưng cái tô cô không được. Rồi, ví dụ như bé nhà thì cô chăm được không? Ở nhà thì cô chăm được mà cũng ẩm đi này kia, tắm rửa đồ cô ẩm không có nổi. Hơi vất vả hả? Đi không được nữa con. Dạ. À, Lon nè, em làm ở xưởng nhang nó làm từ sáng chiều về hay là sao? Dạ, sáng vô rồi trưa về rồi chiều về. À, cũng tới ở lui chứ không phải đi làm xuống. Dạ. Gần đây không? Dạ, ở trên Cầu Đá. Anh không biết Cầu Đá ở đâu, nó gần đây không á? Dạ, gần. Đó là xưởng nhang cô đem về cô làm á. Dạ. Anh nói ví dụ anh đăng cái clip này lên rồi, phía bên cha của đứa bé mà thấy lại người ta nhìn nhận em lại, em có muốn sống chung lại không? Dạ không, tại vì lúc em có bầu người ta đã bỏ em rồi. Người ta đã chính nhận, người ta không phải cháu người ta. Người ta không nhận cho nên... Chính bên gia đình người ta đâu nói không phải cháu. Dạ. Anh nói thiệt cái vấn đề này ha, là đứa bé này là em khẳng định là của cái người em đang chung sống. Dạ. Dạ. Em không có, nói chung là em là chung thủy đó đúng không? Dạ. Nhưng mà tại vì bên kia là nghi ngờ đứa bé này của người khác. Dạ. Và ví dụ bây giờ người ta sẽ bù đắp cho em, ví dụ như người ta rước về hay là người ta nói sẽ có số tiền lớn gì đó, rồi em có đồng ý không? Dạ. Vậy là từ luôn rồi đó ha. Dạ.
Thấy bé tội hả con? Dạ, con rất là nhỏ luôn. Mà gái này mới chưa được 17 tuổi nữa, rồi sao làm mẹ được? Đâu có biết chăm sóc làm sao đâu. Làm không được nữa. Dạ. Nhìn tướng cũng đâu có lớn con đâu, nhiều khi không đủ sữa nữa. Bé mà bé bú sữa này không hả con? Cho uống thêm sữa này không mà, người ta không có cho, người ta nói cho uống cái này nó không có lớn như nó bệnh đường ruột vậy đó. Có uống sữa bột không? Không, cho uống sữa này. Sao uống sữa bột con? Không, không có tiền mua con ơi, con không có làm gì có tiền mua. Dạ. Con làm nhang tháng gì được có 100 mấy chục ngàn. Tháng mà có 100 mấy à? Con muốn làm mua không làm cho nó khỏe tay vậy đó. Hình như cái việc làm nhang này là cái công mình bỏ ra nhiều nhưng mà cái không, người ta làm giỏi người ta làm lẹ, còn mình làm dở thì mình làm ít. Em gái nói là làm nhang là dù làm được nó tháng, này, nó tháng có triệu mấy làm, hả? Nó vô hãng làm mà. Triệu mấy gì em cảm thấy mình đủ sống không? Dạ em thì em cũng nhịn ăn ít lại em mua sữa cho con em. Nhịn ăn ít lại. Dạ. Bình thường trong cái giai đoạn mà em sanh nở là 2 tháng này là em không đi làm là cái nguồn tiền ở đâu mà để mà dạ, kiểu như mấy bạn mấy cô đòi cho vậy đó, cho người này 50 người kia 20 vậy đó, rồi em đem ra em mua sữa cho con. Mua sữa cho con, cô Chiếu là của cô bác ta cho hả? Dạ. Giờ 2 tháng là gắng chăm cho nó cứng cứng xíu nữa đi làm được rồi. Tội. Sanh ra 2,6 kg mà tới giờ đâu thấy lớn đâu nè. 2,6 kg rồi con. Ừ. Bé này bé chắc thiếu ký quá. Tới giờ không có lên ký gì chứ. Không đủ chắc. Cũng vậy à. Anh hỏi nè, ví dụ nè, ví dụ như có một người nào đó thật là giàu có hay ở đâu đó người ta nhận nuôi bé rồi em có đồng ý không? Dạ. Có chắc là như vậy không? Dạ. Nuôi con tới lớn luôn. Em là em nuôi con em tới lớn. Chứ em không cho đâu. Rồi lớn lên bé hỏi ba nó đâu em nói làm sao? Thì em cũng nói là cha bỏ đi rồi, con gái con chịu con ở với mẹ, mẹ nuôi con nhỏ lớn. Rồi nó sẽ hỏi là bạn bè con có ba mà sao con không có ba, em sẽ nói làm sao? Thì em cũng nói tại vì người ta gia đình người ta hạnh phúc, gia đình mình không hạnh phúc. Đứt ruột. Nói chung là sau này đứa bé lớn lên nó sẽ có một cái thiệt thòi so với những đứa trẻ khác. Ba thì bỏ mẹ dứt áo ra đi, không chấp nhận. Và sống lớn lên sẽ sống thiếu tình thương của cha, chỉ có tình thương của mẹ thôi. Như mẹ nhỏ này bỏ nè, không có cô đâu ai nuôi đâu. Phải cô bệnh như vậy là bỏ luôn rồi đâu ai nuôi. À, một cái số phận nghiệt ngã hơn nữa là em gái này là từ nhỏ mẹ đã bỏ rồi. Là cấp đó là ba vẫn còn sống chung không con? Ba đang sống chung mà tự nhiên mẹ nó đi à. Rồi ba nhưng mà ba ở lại nuôi hay là ba đi luôn? Ở lại nuôi chứ đâu có đi luôn đâu, ba nó mới có vợ đây. Mới có vợ ở đây. Hồi xưa là kể là giống như là cũng sợ là vì ghẻ con chồng. Đúng rồi. Nên là mới có gia đình bây giờ. Nói chung là cũng có gia đình ngoài Hà Nội ha. Ừ. Bây giờ con lớn rồi cũng không có, nói chung là ai cũng có gia đình riêng. Nói chung cái số phận của em gái là cũng rất là đáng thương cả nhà. Mẹ từ đi tới giờ không có điện thoại mà không có hỏi thăm mà không có biết nó, giờ nó biết mẹ nó nào, mẹ nó cũng không biết nó mà nó không biết mẹ nó. Dạ. Cho nó thăm nè, cái lúc mà chồng em nó không chấp nhận đứa bé, cái cấp đó tâm lý em bị sốc không? Dạ sốc, tâm lý em rất là buồn, đến như em ở nhà trọ, mẹ em đóng cửa suốt, là người ta nói em á đừng có đóng cửa suốt kiểu như là bị trầm cảm đó. Không nói chuyện với ai cũng không, ai hỏi gì cũng trả lời chứ. Cái giống như cái giai đoạn đó là giống như là em bị chết luôn phải không? Dạ. Rồi khi mà giống như là em không có giữ được cái bình tĩnh, có cái lúc nào em nghĩ là em sẽ kết thúc cái cuộc đời của mình không? Dạ có, em cũng có buồn, em cũng có gọi gì cho nội. Em nói chân lẽ bây giờ cũng muốn uống thuốc tự vẫn con chết, tại vì sợ đẻ ra đó rồi em nuôi con em không được. Đó, rồi cái nội kêu là thôi bây giờ con gán nuôi con đi, đẻ ra bây giờ đẻ ra cho người ta cũng được nữa. Thì cái em mới nói thôi nội là con không cho đâu, con nuôi. Đứt ruột luôn trời ơi. Bà nội nói gán sanh ra đi, ví dụ như nuôi không nổi thì gửi cho người khác, còn bé nhất quyết sẽ giữ lại. Một người mẹ, thật sự mình nói là một người mẹ rất là vĩ đại luôn. Mặc dù là bây giờ là em chưa có đủ tuổi để mà trưởng thành, để nhận thức là làm mẹ như thế nào, làm sao để chăm con, nhưng em vẫn biết được đó là con của mình. Và như do dù có hoàn cảnh như thế nào cũng ráng mà nuôi bé. Hiện tại bây giờ em đang sống với bà bây giờ lớn tuổi rồi. Bây giờ bà, con hỏi cô là cô được mấy người con?
Cô bốn đứa con. Bốn người chắc có gia đình riêng hết hả con? Có gia đình riêng hết rồi. Dạ, coi có ai có gửi tiền gì phụ cho cô gì không? Có. Tay thang thì đứa này đứa kia cũng gửi về, đứa này không gửi đứa kia cũng gửi gì đó. Dạ. Bây giờ cô mang thêm một đứa cháu nội, rồi cháu cố nữa. Gánh nặng đang đặt trên vai của cô đây, cô. Dạ. Với phần con đâu có làm gì có tiền đâu, có làm gì được. Cả bệnh nó cô uống thuốc hàng ngày mà, ngày nào cô uống thuốc vô. Dạ. Dù sao bé cũng cháu, cháu cố mình chứ mình đâu có bỏ được con. Là cái đường đi vô kiểm vô nhà của cô đó đúng không? Là ở đó nhà em kéo là đây xíu nữa là em. Là gấp đó là em thấy mấy anh này. Dạ thấy. Là sao thấy mấy anh? Thấy mấy anh quay. Có thấy anh không? Dạ không. Là mấy anh này nè phải không? Dạ. Ừ. Là cái giai đoạn đó là em chưa có sanh bé, gần sanh rồi. Dạ lúc đó là em gần sanh. Là tại sao em lại ở chỗ gần đó? Mấy tháng. Dạ lúc đó là kiểu trước về chổng rồi người ta không chịu đó, rồi em có bầu á, rồi gần sanh rồi người ta kêu em là mấy người đó kêu em muốn nhà trọ ở đi, có gì thì người ta cho tiền. À. Nó rồi người ta cho em ở nhà trọ được một tháng, cái em sanh, em có bầu em sanh, cái em nằm ở đó xong cái con em chưa đụng tháng nữa em ẩm về đây. Ồ, làm sanh ở dưới luôn? Dạ. Ờ, có nghĩa là sanh ở nhà trọ, là những người nhà trọ người ta giúp đỡ cô mang mình. Dạ. Trời, rất là tội. Rồi trong thời gian đó em không có đi làm gì luôn, chủ yếu là dựa vào mọi người xung quanh. Dạ. Là em sanh, cái lúc em sanh đó là ai chở em đi bệnh viện? Dạ, có cái anh đó anh chở em đi bệnh viện. Rồi sanh xong bệnh viện rồi ai chăm sóc em? Dạ, cũng cái anh đó luôn. Ờ, tội nghiệp. Giờ còn liên lạc anh với anh đó không? Dạ, cũng còn, nhưng mà điện thoại em bị hư rồi em không có liên lạc được nữa. Ừ, anh đó là sao? Anh đó là... Anh đó thì ảnh có vợ, ảnh có con mà vợ của ảnh bỏ ảnh đó. Ảnh cũng nuôi một đứa con được 3 tuổi. Ừ. Và ảnh chở em đi bệnh viện nuôi đẻ. Là ảnh cứu mang em trong cái giai đoạn đó? Dạ, sáng giống như sáng ảnh lên rồi ảnh về, rồi tối là ảnh lên ảnh ngủ. Trời, ảnh ngủ ngay tại nhà trọ luôn? Dạ, ảnh ngủ ở trong bệnh viện. À, chú trong bệnh viện. Dạ. Anh nói thiệt cái này hơi kỳ, anh đó ảnh có thương em không? Dạ không. Ừ. Tại vì ảnh già, ảnh bốn mấy tuổi rồi. À, anh nói ví dụ bây giờ lỡ đăng video lên có thể anh sẽ thấy. Dạ. Tin chắc rằng nó sẽ có một cái duyên. Dạ. À, gặp lại cái người ân nhân đó đã từng giúp đỡ mình. À, thật sự thì tình cờ thôi, em gái chia sẻ là cái giai đoạn em chuẩn bị sanh là em ở trọ ở Kiên Giang. Dạ. À, được một anh trai tốt bụng, nói chung là đã chở em lên vào bệnh viện sanh nở rồi chăm sóc tới lui. Và khi mà sanh được một tháng thì em mới về đây. Dạ, chưa được một tháng rồi, được có 20 mấy bữa rồi là em ẵm con em về đây rồi. Là tự em đi về một mình? Dạ. Cái lớp sanh đó là bên bà nội biết có ai xuống không? Dạ, xuống không được, không ai xuống được hết trơn. Bà nội già cũng xuống không được, rồi mấy chú thì mất đi làm nên không xuống được. Nói chung á thì cũng hơi khó cho em, ví dụ như có anh chị hay là ba mẹ, đơn giản nhất là ba mẹ sẽ dễ hơn. Còn bà nội, cha có gửi tiền cho mà. Cha có gửi tiền cho em hả? Dạ, cha có gửi cho em 2 triệu để em sanh đẻ. Cái đó là cha đã có gia đình rồi ha? Dạ. Ừ, như vậy cũng được rồi. Mà cha em cũng giận em lắm, tại vì cha em nói em không nghe. Là, rồi anh hiểu. Có nghĩa là hồi đó là em chắc cũng bướng lắm. Dạ. Ừ, không nghe lời ba mẹ. Con mẹ chơi. Ừ. Em quen cái thanh niên đó hơn em khoảng 10 tuổi, hơn 10 tuổi. Thì chắc là tuổi nhỏ, hơi bần bột. Và cái người thanh niên đó đã bỏ rơi lại. Thì bây giờ em cảm thấy hối tiếc từ những cái khoảng thanh xuân của em không? Dạ hối tiếc. Em rất là hối hận, tại vì gia đình nó không nghe. Em muốn em đi theo người ta rồi giờ em vậy. Ờ, nói chung mà cũng hiểu cho em. Bây giờ là em cũng đã nhận ra được cái việc đó của mình là không đúng, và bây giờ em phải mang cho mình một cái nỗi khổ, bây giờ phải chăm con làm mẹ đơn thân ở một cái độ tuổi chưa trưởng thành. Dù mà sẵn em nè. Thì hôm nay á, anh đến đây anh chia sẻ cái câu chuyện của mình. Thì mấy anh em đến đây cũng sẽ có mấy anh đến cũng sẽ có một ít từ cái quỹ của mấy anh á, thì có thể gửi cho em để mua sữa cho con uống nha, mua sữa bột á. Dạ.
trong những cái ngày tháng này. Ở đây thì xin mời anh Minh Thắng miền Tây vào chào cái duyên đó cho em ha. Anh Thắng vào bển đi, đúng rồi. Dạ con chào cô. Dạ anh chào em gái nha. Thì sớm giờ thì em cũng qua là chia sẻ em với anh Tâm thì toàn rất là động lòng, rất là thương em, thương hoàn cảnh đó. Em quá nhiều mất mát. Em chỉ 6 tháng tuổi thôi mà đã mồ côi mẹ rồi. Rồi lớn lên phải sống với bà nội, người chẳng may em bị thanh niên gạt gẫm người bỏ, không lo cho con em, không lo cho bà ngoại thì rất là tội. Với lại cho anh hỏi thêm chút xíu, mà cái thời điểm mà em chia sẻ sớm giờ là có anh trai tốt bụng chở em đi bệnh viện đó. Và trong thời điểm đó tiền viện phí rồi em trang trải thế nào, ai lo? Dạ trong đó thì cha em gửi về 2 triệu đó, rồi mấy người ở ngoài người ta cho tiền em, rồi em gom góp được 1 triệu nữa rồi đi vô chổng á, nằm được có mấy trăm ngàn à. Là nằm người ta lấy phí có mấy trăm ngàn à. Rồi còn bao nhiêu thì em về em mua đồ ăn với em mua sữa cho con em uống. Nói chung có thời điểm em sanh là chỉ nhờ tiền của người tốt bụng xung quanh thôi, chứ còn bản thân em không có ngày nào chịu túi hết. Dạ, đồ đạc đồ thì mấy người ở ngoài cho, với chú ba em cho được 1 triệu nữa. Rồi anh chỉ hỏi vậy thôi, thì sớm giờ anh em cũng đã chia sẻ với anh Tâm rồi. Dạ. Thì thôi vậy em ha, anh thì cũng có được nguồn quỹ của anh Sơn ở Mỹ. Dạ. Cho anh để đi gặp những hoàn cảnh khó khăn rồi để mà giúp đỡ chẳng hạn như em vậy. Dạ. Thì anh xin được trích 1 triệu ra em ha. Dạ. 1 triệu tiền quỹ này của anh Sơn ở Mỹ để gửi tặng cho em, để có cái mua sữa, chủ yếu là sữa nè. Sữa cho con em uống nha. Chứ sữa đó thì anh thấy dinh dưỡng nó không cao rồi. Đúng bé rồi. Gầy lắm đó. Thì thôi dùng 1 triệu này để mua sữa nha em ha. Dạ. Anh chào cho em. Cảm ơn anh Sơn. Dạ, cảm ơn anh Sơn ở Mỹ. Rồi dạ, thì em xin được kính chúc cho anh Sơn thật nhiều sức khỏe. Tất cả quý khán giả được luôn gặp nhiều may mắn. Dạ. Tiếp theo thì mời anh Văn Nhiệm Đồng Tháp. Anh Văn Nhiệm Đồng Tháp cũng có một cái phần quà nhỏ gửi đến em để lo cho bé. Bé ngủ rồi. À, thì từ nãy giờ thì anh cùng với chỗ Tâm Gòm với mấy anh em đây cũng đã tìm hiểu được cái hoàn cảnh của mình cũng là rất là khó khăn. À, thì em năm nay mới có 17 tuổi hả? Dạ, em tới 30 tháng 9 em mới được 17. À, vậy là 16 tuổi mấy? Dạ. À, thì bây giờ thì ẩm hồi nãy Tâm hỏi ẩm con được không? Mà còn nói là phải ẩm lên sợ con nó không được ẩm chặt nữa, như không có gành á, còn quá nhỏ mà bây giờ mình đã quen bạn trai gì đó, bây giờ ở có bầu rồi, bây giờ khi mà sanh ra thì cha nó đã trốn tránh trách nhiệm bỏ, bây giờ không có nuôi, bây giờ là tiền bạc thì cũng không có nữa. Thì bữa nay thì anh xin thay mặt cho mạnh thường quân ở bên Hawaii ha. Dạ. Cũng gửi cho mẹ con em là 500 ngàn dạ. để mà mua sữa. Dạ. Em có cảm ơn anh. Dạ, em cảm ơn anh rất nhiều. Thì một lần nữa thì Nhiệm cũng xin thay mặt cho gia đình của em gái, cũng xin chân thành cảm ơn mạnh quân Hawaii đã hỗ trợ cho em số tiền để em để mua sữa, mua tã. Một lần nữa thì Nhiệm xin chân thành cảm ơn mạnh quân Hawaii rất là nhiều. Cô cố gắng lên nha con. Thì về tụi con chia sẻ cái video này lên, hy vọng là sẽ có nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ cho em gái này. Thôi con. Dạ. Cảm ơn con. Dạ, cảm ơn tất cả. Rồi ở đây tiền đó, mình cố gắng lo cho con nha em gái. Dạ. Ví dụ như có ai giúp đỡ thì tụi anh sẽ ghé đây. Dạ. Ha. Dạ. Thì thay mặt em Loan và cô đây, thì mình gửi lời cảm ơn đến anh Minh Thắng miền Tây với anh Văn Diệm Đồng Tháp đã cái nhịp cầu nói với mấy mạnh thường quân ở bên nước ngoài, gửi đến mình những cái phần quà nhỏ đó có thể giúp cho em xoay sở ngay lúc này. Đồng thời thì mình cũng sẽ hy vọng là sẽ có nhiều nhà hảo tâm biết đến em, giúp đỡ cho mẹ con em trong những cái ngày tháng sắp tới. Vậy thôi ha cô. Dạ thôi. Dạ dạ. Thì mấy anh em cũng cảm ơn khán giả đã theo dõi video này. Thì hẹn quý vị khán giả ở những video sau. Dạ.